được lựa chọn. Sau đây là bản nhạc có nhiều câu hỏi, không biết mình phải lựa chọn hay là không lựa chọn. Nếu bây giờ lựa chọn một lần nữa thì chắc có lẽ anh vẫn yêu em như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều anh ước mơ thì anh tin anh vẫn mơ như anh từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời yêu em mãi. Dù có tiếc nỗi nhưng đáng kể trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này anh trao đến ai. Vì tình yêu trong anh sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi anh đã yêu là con tim anh đã dâng trao cho hết cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn mà đôi khi anh biết anh không được may mắn, chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đại nhau tin yêu đi sẽ cho ta tháng ngày chẳng hề phung phí. Anh được nói một lần, nói anh sẽ yêu mãi một người, và chẳng bao giờ anh xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau cuối, và nếu bây giờ anh được thưa chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận. Có bao giờ anh thấy ân hận, chỉ cần em biết anh luôn hẳn yêu em. Đời người thì chết chỉ một lần thôi, mà chết đúng chỗ thì thấy nghĩa, phải không? Khi anh đã yêu là con tim anh đã giao cho em rồi. Dù đường tình yêu muốn khó khăn và đôi khi anh biết anh không được may mắn, chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh trái đó sẽ được những gì. Nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ anh được nói một lời, nói anh còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ anh xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau cùng, và nếu bây giờ anh được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận. Chẳng có bao giờ anh thấy ân hận, chỉ cần biết em anh luôn yêu em. Thank you.